Anh em thân mến, vào ngày 28 tháng 8, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023. Ngay lập tức, hàng loạt nước và dư luận quốc tế đã đồng lòng lên tiếng phản đối cái mà Trung Quốc gọi là bản đồ tiêu chuẩn, trong đó có đường lưỡi bò phi pháp. Thực tế, đây là nước cờ không hề mới trên bàn cờ mà Trung Quốc đang dày công đưa từng con tốt qua sông, đi từng bước nhỏ, gặm nhấm từng chút hòng biến Biển Đông thành sân sau, ao nhà của mình. Điều đặc biệt là trong tấm bản đồ lần này không chỉ thể hiện tham vọng đối với những phần lãnh thổ của các quốc gia Đông Nam Á mà đã xuất hiện những nạn nhân mới trong tham vọng của Bắc Kinh. Bởi vậy, có thể nói, bằng việc tung tấm bản đồ phi pháp này, Trung Quốc đã công khai thách thức sự kiên nhẫn của Việt Nam và quốc tế. Vậy, nạn nhân mới của Trung Quốc là quốc gia nào? Trước hành động hung hăng của Trung Quốc, các nước có liên quan đã xử đẹp Trung Quốc ra sao? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, bản đồ tiêu chuẩn của Trung Quốc được nước này công bố chỉ một tuần trước khi Trung Quốc tham gia các cuộc họp cấp cao nhất với ASEAN từ ngày 5 tới 8 tháng 9, nơi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ tham dự. Có thể thấy đây chính là một nước cờ nhỏ trên bàn cờ lớn. Cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn thực chất chỉ là một cụm từ hòa mỹ để Trung Quốc làm đẹp cho yêu sách phi pháp của họ. Bản đồ tiêu chuẩn là gì? Phải khẳng định từ đầu, bản đồ ở đây là do Trung Quốc tự vẽ theo mưu đồ của họ. Và tiêu chuẩn ở đây cũng là thứ tiêu chuẩn do chính phía Bắc Kinh đề ra, đơn phương chấp nhận rồi công bố. Cái mà Trung Quốc bây giờ gọi là bản đồ tiêu chuẩn có chứa đường lưỡi bò, thực chất vẫn là tham vọng độc chiếm tứ xa, bao gồm Đông xa, đảo đá Pratas, Tây xa, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Nam xa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Trung xa, bãi ngầm Macclesfield, tức là gần như ôm trọn Biển Đông. Theo như nghiên cứu người Anh Bill Hayton, từ một tấm bản đồ bị một nhà địa lý người Trung Quốc vẽ sai và sau đó được Trung Quốc phát hiện năm 1947, Bắc Kinh lại xem đó là yêu sách của họ và ra sức theo đuổi. Vậy là Bắc Kinh cố tình biến cái sai thành cái đúng, dùng bản đồ bị lỗi trở thành bản đồ chính thức ra mắt Liên Hợp Quốc năm 2009. Đó cũng chính là bàn cờ lớn mà Trung Quốc đang tiến hành bằng từng nước cờ. Bản đồ tiêu chuẩn là ví dụ điển hình mới nhất. Trung Quốc không ngừng tô vẽ, làm đẹp cho yêu sách phi pháp bằng những cái tên được nước này chuẩn hóa dần như Nam Hải, Chư Đảo, huyện Tây Sa, thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và huyện Nam Sa, thực chất là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tại địa phận mà Trung Quốc ngang nhiên gọi là thành phố Tam Sa, đặt tên tiêu chuẩn cho hàng chục thực thể ở Biển Đông, và mới đây lại thêm bản đồ tiêu chuẩn. Ngoài ra, Trung Quốc từng bước dùng nhiều biện pháp, không loại trừ đe dọa, gây hấn để lấn chiếm theo phương pháp tằm ăn dâu, rồi quân sự lẫn dân sự hóa các khu vực mà nước này chiếm được. Các chương trình du lịch, phát triển nông nghiệp, xây dựng các khu hành chính, thiết lập các tiền đồn gồm nhiều trang thiết bị quân sự, xây dựng đường băng đều là những nước cờ, như việc ban hành bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 rất quan trọng trong tiến trình độc chiếm Biển Đông mà Trung Quốc vạch ra. Một số điểm đáng chú ý trong bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc, đặc biệt là việc xuất hiện một nạn nhân mới trong âm mưu của Trung Quốc. Thứ nhất, Trung Quốc lặp lại yêu sách chủ quyền đối với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á tại khu vực Biển Đông. Như thường lệ, Trung Quốc ngang nhiên đưa các phần lãnh thổ của Ấn Độ và nhiều nước Đông Nam Á vào trong bản đồ của họ. Cụ thể, bản đồ mới vẫn tiếp tục đưa các phần của bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nơi Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền với Akaichin, khu vực Bắc Ladakh, vốn bị Trung Quốc chiếm đóng từ sau chiến tranh Trung Ấn năm 1962. Arunachal Pradesh vốn là một bang giáp Tây Tạng, là một phần của Ấn Độ thuộc Anh vào năm 1913-1914 và chính thức được sáp nhập vào Ấn Độ năm 1938. Trung Quốc tiếp tục coi Arunachal Pradesh là một phần của Tây Tạng mà họ chiếm đóng vào năm 1951. Đối với các nước Đông Nam Á, tham vọng của Trung Quốc tiếp tục thể hiện ở đường đứt đoạn. Theo đó, Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên đưa phần lớn Biển Đông vào trong bản đồ tiêu chuẩn mới của họ, trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cùng một số đảo mà các nước Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia. Thứ hai, Trung Quốc chính thức nâng cấp đường 9 đoạn thành đường 10 đoạn. Một điểm mới đáng chú ý trong bản đồ lần này của Trung Quốc nằm ở việc đường đứt đoạn đã phát triển từ đường 9 đoạn lên thành đường 10 đoạn. Trong đó, đoạn thứ 10 đã bao trùm toàn bộ đảo Đài Loan.
Trên thực tế, ý tưởng về đoạn thứ 10 này đã có từ năm 2022, sau sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ở thời điểm đó là bà Nancy Pelosi, thăm đảo Đài Loan. Đoạn thứ 10 xuất hiện được coi là một biện pháp đáp trả hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Đài Loan. Thứ ba, Trung Quốc bổ sung thêm nạn nhân mới trong tham vọng lãnh thổ của mình. Một điều bất ngờ trong bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Bắc Kinh là việc Nga trở thành nạn nhân mới khi bị Trung Quốc xóa bỏ đường biên giới giữa hai nước trên đảo Bolshoi, Ussuriski hay Ussuri lớn, Trung Quốc gọi là Hắc Hà Tử. Theo học giả Andrei Ostrovsky, Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, năm 2008, việc phân định biên giới trên đảo Bolshoi Ussuriski được thực hiện theo thỏa thuận năm 2004. Trung Quốc có một nửa hòn đảo và nửa còn lại thuộc về Nga, dọc theo đường nơi sông Ussuri chảy vào sông Amu. Việc biến Nga trở thành nạn nhân của tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc là điều tương đối khó hiểu trong bối cảnh hai nước này đang xây dựng mối quan hệ thân thiện, không giới hạn hiện nay. Dù Trung Quốc có tung ra một bản đồ tiêu chuẩn hay cả 10 bản đồ thì những thứ phi pháp Trung Quốc đưa ra chưa bao giờ được thừa nhận. Trung Quốc đã và đang xây dựng những tòa nhà cao tầng trên các thực thể được Bắc Kinh bồi lấp nhanh chóng và xâm hại môi trường biển nghiêm trọng. Trung Quốc đang cố chứng minh rằng họ quản lý, tổ chức đời sống xã hội một cách hợp pháp bằng những biện pháp hành chính, dân sự, quân sự trên các thực thể mà họ chiếm đóng phi pháp. Họ dùng truyền thông, pháp lý lẫn các chiến thuật tâm lý để thế giới từng bước tin rằng yêu sách đường lưỡi bò của mình là hợp pháp. Thế nhưng, chưa bao giờ yêu sách phi pháp của Trung Quốc được chấp nhận. Trái lại, phản ứng của các quốc gia ngày càng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn trước sự leo thang của Trung Quốc. Từ Philippines, Indo, Malaysia, Philippines, Brunei, Việt Nam đến Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Úc đều lên tiếng phản đối yêu sách đường lưỡi bò một cách chính thức, thường xuyên và liên tục ở bất kỳ sự kiện nào, trên bất kỳ diễn đàn nào, vào bất kỳ thời gian nào. Trước sự kiện Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn mới đây, năm 2020, Trung Quốc đệ trình công hàm số CML/42/2020 ngày 17 tháng 4 năm 2020 lên Liên Hợp Quốc để củng cố sức mạnh cho công hàm số CML/17/2009 mà Trung Quốc đệ trình lên tổ chức này hơn chục năm trước đó và có chứa yêu sách đường lưỡi bò. Sự kiện này làm dấy lên cuộc chiến công hàm. Hàng loạt quốc gia đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc tiếng nói chính thức của họ phản đối cái mà Trung Quốc gọi là Nam Hải Chư Đảo, bác bỏ tính pháp lý của đường lưỡi bò. Trước đó vào năm 2016, Tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý của yêu sách đường lưỡi bò. Duy chỉ có Trung Quốc quyết liệt bác bỏ phán quyết này, trong khi rất nhiều quốc gia khác đều ủng hộ và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ, vốn là trách nhiệm mà Trung Quốc phải thực hiện trong vai trò thành viên đã đặt bút ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Là một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là quốc gia có trách nhiệm nêu gương trong đời sống chính trị quốc tế. Với việc ban hành bản đồ tiêu chuẩn, Trung Quốc lại leo thêm một nấc thang thiếu trách nhiệm ở Biển Đông trong bối cảnh họ là thành viên UNCLOS. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, một bên trong bàn đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC và nhiều cơ chế đa phương khác về vấn đề Biển Đông. Đó cũng là phép thử mà Trung Quốc đặt ra để kiểm tra phản ứng của các nước hòng tịnh tiến về phía trước khi chớp được cơ hội. Vì vậy, sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế trong việc lên tiếng phản đối Trung Quốc là rất quan trọng. Và nếu nhìn xa hơn, việc hợp tác quốc tế để ứng phó với những bước tịnh tiến kiểu Trung Quốc trên bản cờ lớn Biển Đông là điều cấp thiết. Ấn Độ là nước phản đối đầu tiên. Bản đồ mới của Trung Quốc đã gây phản ứng mạnh từ nhiều nước trong khu vực. Chỉ một ngày sau khi bản đồ được công bố, Ấn Độ là nước phản ứng đầu tiên khi bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc bản đồ Trung Quốc đưa bang Arunachal Pradesh, cao nguyên Doklam của Ấn Độ và cao nguyên Aksai Chin, khu vực tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền nhưng do Trung Quốc kiểm soát, vào lãnh thổ Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi hôm 29 tháng 8 tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ thông qua các kênh ngoại giao với phía Trung Quốc về cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc đưa ra yêu sách đối với lãnh thổ của Ấn Độ. Chúng tôi bác bỏ những tuyên bố này vì chúng không có cơ sở. Còn trên biển, Trung Quốc đã thể hiện rõ cái gọi là đường chín đoạn, phân định cái mà họ cho là biên giới trên biển.
để yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Phiên bản năm 2023 còn bao gồm đoạn thứ 10 ở phía đông Đài Loan. Mặc dù bản đồ có đường đứt đoạn hình chữ U, yêu sách chủ quyền mơ hồ đã bị tòa án quốc tế tuyên bố là vô giá trị vào năm 2016, nhưng Bắc Kinh vẫn không thay đổi. Khi công bố bản đồ năm 2023, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu họ không có ý định rút lại bất kỳ yêu sách lãnh thổ và lãnh hải nào, và quan điểm đấy sẽ được công khai cho các nước trong khu vực, cùng nỗ lực tạo ra hình ảnh sự đã rồi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 30 tháng 8 phát biểu, lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là nhất quán và rõ ràng. Các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc thường xuyên xuất bản các loại bản đồ tiêu chuẩn hàng năm nhằm cung cấp các bản đồ tiêu chuẩn cho mọi thành phần trong xã hội và nâng cao nhận thức của công chúng về việc sử dụng bản đồ tiêu chuẩn. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ khách quan và hợp lý. Việc Trung Quốc đặt thời điểm công bố tấm bản đồ 2023 vào các hoạt động chính trị ngoại giao khu vực có thể giúp thấy được nhiều điều. Thứ nhất, nó diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi đồng ý giảm căng thẳng biên giới. Khi Trung Quốc phát hành bản đồ tiêu chuẩn, những gì ông Tập và ông Modi mới bàn luận trước đó trở thành lời nói gió bay. Động thái này càng đáng chú ý khi Ấn Độ và Trung Quốc vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 19 để giải quyết vấn đề biên giới. Việc công bố bản đồ còn phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở New Delhi ngày 9 và 10 tháng 9, nơi ông Tập lúc đầu dự định sẽ gặp ông Modi thêm lần nữa. Trung Quốc sau đó thông báo ông Tập không dự G20, dù ông chưa bao giờ vắng mặt ở các hội nghị này kể từ khi lên nắm quyền năm 2013. Đây được coi là tổn thất với vị thế chủ nhà của Ấn Độ, khi họ không mời được nhà lãnh đạo cao nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, bản đồ được công bố chỉ một tuần trước khi Trung Quốc tham gia các cuộc họp cấp cao nhất với ASEAN từ ngày 5 tới 8 tháng 9, nơi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ tham dự. Tấm bản đồ lập tức gây phản đối gay gắt từ các nước ASEAN, nhưng điều đó không có vẻ làm Trung Quốc bận tâm. Đâu là mục đích thật sự đằng sau việc Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023? Việc công bố tấm bản đồ nằm trong hoạt động thường niên của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc. Mặc dù thời điểm không mang tính đột xuất, nhưng sự việc vẫn chứa những ẩn ý có tác động không nhỏ tới chính sách đối ngoại của nước này. Trước tiên, đối với chính sách đối ngoại của Trung Quốc, có thể thấy Trung Quốc có thể thu được nhiều kết quả tích cực từ những vi phạm có chủ ý này. Sự việc có thể giúp Bắc Kinh hiểu rõ hơn phản ứng của các bên có liên quan, đặc biệt là Nga. Nếu đây được coi là một cuộc thử nghiệm, Trung Quốc sẽ thu về được nhiều thông tin, từ đó giả lập được nhiều tình huống phục vụ cho tham vọng trong tương lai của họ. Và điểm mấu chốt, bằng cách đẩy mâu thuẫn với xung quanh lên một nấc thang mới, Bắc Kinh sẽ có thêm nhiều thứ để có thể mặc cả hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Nhìn chung, đã xuất hiện nhiều điểm mới trong những tính toán của Trung Quốc thông qua việc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023. Phản ứng của các nước như Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Bên cạnh đó, có hai điểm mới sẽ cần quan tâm trong thời gian tới. Một, Trung Quốc sẽ có nhận định ra sao đối với phản ứng của Nga? Và liệu rằng họ có điều chỉnh lại bản đồ theo hướng coi đó là một sự cố kỹ thuật để thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ không giới hạn của mình hay không? Thứ hai, việc thay đổi đường 9 đoạn thành đường 10 đoạn đã thể hiện quyết tâm cao hơn của Bắc Kinh đối với vấn đề Đài Loan. Hòn đảo này có lý do để lo lắng hơn cho tương lai của mình. Loạt sự việc gần đây cũng sẽ kéo theo mối lo ngại về tình hình an ninh eo biển Đài Loan và Biển Đông trong tương lai. Tuy nhiên, ở góc độ khác, việc Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 vào thời điểm này có thể tạo ra nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực. Ở góc độ tiêu cực, bản đồ mới của Trung Quốc sẽ làm giảm uy tín đáng kể đối với chiến lược toàn cầu mới của họ. Tham vọng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh sẽ chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng nếu như vấn đề chủ quyền không được tôn trọng. Các sáng kiến phát triển toàn cầu cũng như sáng kiến an ninh toàn cầu sẽ gặp thách thức lớn khi chính người khởi xướng đi ngược lại với tinh thần mà họ đã đề ra. Cũng cần lưu ý rằng các mâu thuẫn với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á vẫn là điều đã tồn tại từ lâu. Điểm mới chủ yếu của tấm bản đồ liên quan tới vấn đề Đài Loan và nạn nhân mới là Nga. Động thái của Trung Quốc có thể đã đặt ra một dấu hỏi lớn đối với Nga trong quan hệ song phương từ sự việc lần này.
Nga có thể sẽ đặt ra câu hỏi liệu Trung Quốc có thực sự tôn trọng mối quan hệ mà họ coi là không giới hạn. Điều đó ít nhiều có thể gợi lại những thời khắc đen tối trong quan hệ giữa hai nước trong thế kỷ 20. Trong thời gian tiếp theo, hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức. BRICS mở rộng hay tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vẫn còn nhiều việc cần làm và Trung Quốc vẫn là một nhân tố quan trọng. Tuy nhiên, sự việc liên quan tới tấm bản đồ tiêu chuẩn 2023 có thể sẽ khiến quan hệ Trung Quốc với nhiều đối tác trong cơ chế đa phương này trở nên xấu đi. Điều đó sẽ khiến các tham vọng lớn của Trung Quốc có thể bị hoài nghi và chững lại. Phản ứng của các nước ASEAN ra sao? Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 30 tháng 8 lập tức bác bỏ tuyên bố đơn phương của Trung Quốc và nói thêm rằng bản đồ này không ràng buộc với họ. Tuyên bố nêu rõ Malaysia không công nhận bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc. Trong đó, phác thảo các vùng biển của Malaysia gần Sabah và Sarawak là thuộc Trung Quốc. Hôm 31 tháng 8, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết bản đồ là nỗ lực mới nhất nhằm hợp pháp hóa chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc với các thực thể và vùng biển của Philippines và không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các yêu sách của Trung Quốc dựa trên bản đồ không có giá trị và vi phạm luật pháp Việt Nam và quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam kiên quyết bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn và yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS. Những tấm bản đồ là sự nối dài chính sách ngày một quyết đoán của Trung Quốc ở thực địa các vùng tranh chấp. Hồi tháng 8, Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc chặn và bắn vòi rồng vào tàu Philippines tiếp tế đang hoạt động trên biển. Bà Phạm Thu Hằng thì nói, chính quyền Việt Nam đang tìm cách làm rõ cáo buộc của ngư dân Việt Nam rằng một tàu Trung Quốc đã tấn công tàu đánh cá của họ bằng vòi rồng mới tuần trước, cũng trên Biển Đông, khiến hai người bị thương. Những căng thẳng đó cho thấy ngư dân ASEAN càng trở nên dễ tổn thương trong ngư trường truyền thống của mình trước các hành động o ép từ các lực lượng Trung Quốc. Liệu sức hút kinh tế của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của khối ASEAN, có giúp nước này duy trì được sự ảnh hưởng ở khu vực khi họ liên tiếp có những hành động thái quá ở Biển Đông và không chỉ ở Biển Đông? Kinh tế thì cần thật, nhưng chủ quyền còn quan trọng hơn. Khi vụ bản đồ lắng xuống, liệu ai sẽ chú ý tới ASEAN nếu các quốc gia này không đoàn kết? Ngay cả đồng minh thân thiết nhất của Trung Quốc lúc này, Nga, cũng đã bác bỏ bản đồ tiêu chuẩn liên quan tới một hòn đảo tranh chấp giữa hai nước. Theo bản đồ tiêu chuẩn, đảo Bolshoi Ussuriski, Trung Quốc gọi là đảo Hắc Hạt Tử, nằm ở hợp lưu của hai sông Ussuri và Amu trên biên giới Nga-Trung, là lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 31 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ ý kiến cho rằng đảo này là khu vực tranh chấp. Bà khẳng định đảo này thuộc Nga và mọi vấn đề pháp lý đã được giải quyết qua các thỏa thuận song phương hơn 15 năm trước. Cụ thể, bà Zakharova nói trong một tuyên bố đăng trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Nga, thỏa thuận được đánh dấu bằng việc phê chuẩn hiệp ước bổ sung biên giới Nga-Trung năm 2005, bao gồm đảo Bolshoi Ussuriski đã được chia giữa hai bên. Biên giới và mốc biên giới chung đã xong xuôi trên toàn tuyến, gần 4.300 km. Theo bản đồ vừa công bố của Trung Quốc, thì hòn đảo rộng 350 km2 này lại là lãnh thổ của họ. Việt Nam kiên quyết bác bỏ bản đồ tiêu chuẩn của Trung Quốc. Trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn, là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo UNCLOS năm 1982. Do đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982. Anh em thân mến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn. Anh em nghĩ sao về bản đồ tiêu chuẩn của Trung Quốc?
hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hội ước thời chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mấy anh em xem thêm những video hay nhất của Hội ước thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.